là những dụng cụ và nguyên liệu như chuẩn bị cắt cho cái áo đầm liền eo xíp ly á cả nhà ơi. Bây giờ Nhi sẽ tiến hành Nhi cắt. Đây là cả nhà, sau khi Nhi đã cắt xong cái thân sau nè, cái này là thân sau tâm giữa nè. Bây giờ Nhi sẽ lấy cái gạt qua cho cả nhà xem nha. Đó, đây. Nhi đã cắt xong rồi đây. Đó, cả nhà thấy cái thân không? Rất là đẹp luôn. Bây giờ Nhi sẽ cắt tiếp thân trước, thân thân chèn nha cả nhà. À, trước khi mà cắt thì Nhi sẽ lấy dấu phấn nha. Cái dấu phấn với điểm hẹn mà mình gác sườn á, cho nó không có bị lọt. Đây Nhi sẽ dùng cục phấn từ cái điểm này qua đây, Nhi sẽ đặt dấu phấn nha. Đây là các chi tiết sau khi Nhi đã cắt xong rồi đây. Đó, đây là chèn là thân sau nè, chèn thân sau nè, thân trước, thân sau và đô và nẹp cổ trước, nẹp cổ sau và dây kéo. À, bây giờ Nhi sẽ chuẩn bị Nhi Sau cắt. khi Nhi đã may chữ T vô rồi nè, bây giờ Nhi sẽ may cái cổ nha. Trước khi may cái cổ thì cả nhà nhớ nha, ủi keo nha cả nhà. Đó, cắt keo ủi xong rồi cả nhà sẽ dát sổ nha. Đây, cả nhà sẽ dát sổ theo cái dòng nẹp phía ngoài. Đó, rồi xong rồi bề phải của cái thân áo nè, này là thân áo thân trước nè. Thì cả nhà sẽ bề phải của cái nẹp và bề phải của cái thân nhập lại nha. Cả nhà sẽ may từ cái dòng cổ này và đi xuống dưới cái tâm giữa nẹp này nha, rồi may vòng qua, may vòng hết nguyên cái cổ luôn. Rồi bây giờ Nhi sẽ đang may cái cổ nha cả nhà, may vòng qua. Nhà phải để cho nẹp cổ và cái thân im bằng nhau hết nha. Khi may qua tới cái điểm giữa của cái tâm này rồi thì cả nhà sẽ may qua đây là một mũi kim đó. Một mũi kim xong rồi cả nhà sẽ quay qua, cả nhà sẽ may thẳng lên nha. Đây khi may thẳng qua hết rồi các cả nhà nhìn cái cổ nó đẹp không? Ở dưới cái điểm này là nó rất là đẹp luôn, nó nhọn hay. Rồi xong cả nhà sẽ dùng kéo, cả nhà sẽ bấm xéo cái góc này nha. Đó, bấm vừa thôi, đừng có bấm quá nó đứt cái chỉ nha cả nhà. Đó, bấm ngay vậy đó. Rồi xong rồi trên vòng cổ trên đây cũng vậy, mình cũng bấm xéo luôn. Làm bấm hết hai bên luôn. Khi mình bấm ra xong rồi thì mình sẽ lật ra, mình dặn một ly phía bên cái nẹp nha cả nhà. Khi dặn cái nẹp cổ xong rồi nè cả nhà, thì cả nhà sẽ dán cái đuôi áo này lên, rồi sau đó thì từ cái tâm của cái nẹp này lấy xuống đây 2 phân, rồi từ 2 phân này lấy xuống đây là 5 phân nha. Đó, 5 phân xong rồi tổng dây thun này nè thì Nhi cắt là 2 phân rưỡi đó. Rồi Nhi sẽ để vô đây, Nhi sẽ may để cho nó rút dúng lại cái eo này nha cả nhà. Đây sau khi Nhi đã ủi rồi đây cả nhà, cái cổ đẹp không? Đây là chữ T nè, tên của khách hàng nè. Còn đây nó có hơi có độ dúng chút xíu cả nhà thấy không? Bây giờ Nhi sẽ xếp ly nha. Bây giờ cái ly này Nhi đã sang dấu rồi. Đó, dấu phấn nè. Bây giờ Nhi sẽ kéo cái này qua. Đó. Còn bên đây Nhi cũng kéo qua luôn nha. Đó. Rồi Nhi sẽ lược dài qua. Đó cả nhà nha. Đó. Đây, Nhi đã lược xong rồi đây cả nhà, thấy cả nhà nhìn cái ly đẹp không? Đó, rất là đẹp luôn nè. Đó, ở trên đây là cái cổ nè. Bây giờ Nhi đã may xong cái phần trên của cái đô rồi, bây giờ tiếp tục là Nhi sẽ dắt sổ cái nẹp cổ nha cả nhà. Nẹp cổ và nẹp nách. Nhà Nhi sẽ dắt ở vòng ngoài nha. Cổ cũng vậy luôn, cổ cũng dắt vòng ngoài luôn nha. Đó, và cái thân, thân và chèn Nhi cũng dắt toàn bộ hết nha cả nhà. Thân và chèn đây, dắt toàn bộ vuông vuông dắt hết luôn. Cái nẹp nách đó cả nhà. Dắt nẹp nách xong rồi Nhi sẽ dắt tới cái thân. Bây giờ Nhi sẽ tiến hành Nhi dắt cái thân nha cả nhà. Giờ Nhi sẽ may nách trước nha cả nhà. Cái nẹp của Nhi đã dắt sổ rồi đây, ép keo rồi. Bây giờ Nhi sẽ bề phải của cái nẹp và bề phải của cái nách. Nhi sẽ để nhập bàn lại là Nhi sẽ may 5 ly. Sau khi may 5 ly xong rồi thì Nhi sẽ bấm giống như cái cổ nha. Nhi sẽ dùng kéo, Nhi sẽ bấm xéo giống vậy cho đứt về. Rồi xong rồi Nhi sẽ lật qua Nhi dần ly. Dần một ly nha. Nhi sẽ lật qua, Nhi sẽ dần một ly. Kế tiếp thì Nhi sẽ lấy cái thân trước nè. Đó, là cái thân trước nó bự nè, ở thân sau tới cái chèn của thân trước nè, Nhi sẽ gáp lại bề phải Nhi mặc là úp lại bề phải, Nhi sẽ gáp đều một phân như cả nhà.
Sau khi Nhi gác cái chèn vô rồi nè, bây giờ Nhi sẽ gác tiếp cái eo vào nha. Đây, cái eo là cái eo của cái đôi trên nè, Nhi sẽ gác vô rồi đó. Bây giờ Nhi sẽ gác dây kéo nha. Đây, đây là thân sau. Đó, thân sau thì từ cái mí cổ Nhi sẽ lấy xuống với cái chừa dây kéo là 53 cm nha cả nhà. 53 cm là từ cái trên cổ dài xuống tới dưới cái đỉnh này luôn là 53 cm. Nha, đó, 53 cm là Nhi sẽ làm dấu chỗ này. Rồi khi mà Nhi đã may làm dấu xong rồi thì Nhi sẽ gáp lại nha. Đây bây giờ á, Nhi bắt đầu Nhi chai dây kéo nha. Đây là các bạn sẽ thay chân vịt là chân vịt một giò, nó dễ may hơn. Rồi dây kéo này Nhi sẽ cách ly là từ may bên cái đường may này 1,5 phân nha. Đây sao khi Nhi chai dây kéo xong rồi đây cả nhà nhìn thấy đẹp không? Đó, đây là cái cổ này nha. Rồi đây là sọc nè, sọc nó ngang hết trơn luôn ha, nó không lệch sọc ha. Đó, dây kéo nó thẳng răng luôn. Đây Nhi sẽ sát một bên nó cho cả nhà xem nha. Đây, cái cổ sẽ ngang nhau nè, thấy không? Đó, nó ngang nhau. Nhi đã gắp bán thành phẩm đây. Bây giờ Nhi đã cho các bạn xem nha, đây là thân trước nè, trên kia là thân sau. Đó, Nhi mới có gắp bán thành phẩm chi tiết chưa thôi, Nhi chưa có gắp thành phẩm đó. Đây Nhi sẽ cho cả nhà mình xem cái cổ áo nè, cái trên cái đó thân trước đó cả nhà, xếp ly với nhà mặt chưa đẹp lắm. Rồi trên kia là thân sau đó. Và bây giờ Nhi sẽ gác thành phẩm nha. Khi Nhi đã gác da vô rồi đó cả nhà, thấy đẹp không? Đó, Nhi gác da xong rồi cả nhà nhìn vòng cổ nè, nó rất là tròn luôn. Và cái vòng nách bên đây cũng vậy nè, thấy không cả nhà, nó rất là im. Đây là cổ sau nè cả nhà thấy không, nó tròn ghê hồn không đó, nó vậy đó, nó rất là đẹp, nó ngang hết cả nhà. Bây giờ Nhi sẽ gắp sườn cả nhà. Sau khi Nhi đã may xong rồi, Nhi đã mặc thử nè, để cái áo này hơi rộng nha, tại vì áo này khách đó, là cái dòng ngực cái 92 mông cái 100 là của mình thì nhỏ hơn, mặc thử cho các bạn xem cái kiểu thôi nha. Đó, nhưng mà nhìn thấy cũng eo o lắm đó nè, cả nhà thấy đẹp không, eo quá trời luôn đó. Còn ở trên đây nè cả nhà nhìn nè, đó xích ly này thấy không, đó ở đây có độ dúng nè. Ở đây là cái cổ nè, đó, thấy không? Cổ tròn, xẻ chữ V đó cả nhà. Cả nhà thấy là có dúng không? Rất là đẹp luôn á. Thấy không cả nhà? Đó, ở đây nè, đó. Áo đầm sọc phía sau nè cả nhà. Đó, cổ phía sau nè, rất là im luôn, thẳng luôn. Thấy không cả nhà? Đó. Kiểu này mặc rất là sang, đẹp lắm luôn á các bạn ơi. Đó, rất là vừa luôn. Dạ. Sang lắm cả nhà ơi, đó, thấy không? Có dài cao ha, dài đen ha. Nhìn rất là sang. Cái vải, chất liệu vải này, mai cái phom đầm này rất là đẹp. Thấy không cả nhà? Đó. Cũng không có ngắn mà cũng không có dài lắm. Thấy không cả nhà? Đó, cái chị này thì chỉ cao mét 6. Chỉ nặng 60 kg. Đó, cả nhà nhìn nè, eo nè. Đó. Cái này khách mặc đó, nó ôm vô cái mông rất là đẹp luôn ha cả nhà ha. Eo nó cũng ôm luôn. Đó. Đó. Rất là đẹp. Thấy không cả nhà? Còn này mình thì hơi nhỏ xíu cho nên là cái ni của mình không có vừa, nhưng mà nhìn Nhi mai Nhi mặc cho cái nhà có cái kiểu thôi. Thấy không cái nhà phía sau nè, đó rất là đẹp luôn á.